Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Xuân TV. Hôm nay mình sẽ vẽ nét thần Durga của Ấn Độ. Trước tiên thì ở tờ giấy các bạn hãy để dọc và các bạn kẻ cho mình một cái đường bút chì ở giữa tờ giấy như thế này, để các bạn sẽ vẽ gương mặt của vị thần này ở phía bên phải nhé, của cái đường kẻ đó nhé. Bởi vì chúng ta sẽ vẽ thần Durga cưỡi trên mình là con hổ, thế cho nên là sẽ cần phải vẽ chú hổ ở bên tay trái, nên là chúng ta cần phải vẽ chì sang bên phải như thế này. Sau đó chúng ta sẽ vẽ gương mặt như vậy nha. Đây là tranh vẽ dạng là chibi nha các bạn. Mình có tìm kiếm ảnh về nữ thần Durga ở trên Google để mình vẽ theo đấy. Thank you.
Thank you.
Vậy là mình đã vẽ xong rồi. Các bạn nếu vẽ được thì hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nhé. Chúc các bạn thành công. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.